phần. Tại vì con trai ở nhà từ nhỏ tới lớn là cạo đầu suốt, và từ việc có tóc ra là sẽ có nắm, có tóc ra là sẽ có nắm. Thì nó làm nghề vá vỏ xe ô tô đó cô, nên người nó chiều xuống là hay bị ê ẩm đau nhất lắm. Cái bắt đầu luộc đá để cho cháu nó chườm hai lòng bằng chân á, xong rồi chườm gan á, cái nó đâm ra nó ghiền, cái từ đó tới giờ nó hết nắm tóc luôn, là mới phát hiện là chườm gan nên mới bị hết nắm tóc. À, đó. Okay. Đúng rồi, chườm gan hết bị nắm tóc, đúng rồi. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.